Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, thực hiện chủ động các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID trên địa bàn, Bệnh viện Đa khoa huyện đã tăng cường các biện pháp dự phòng tích cực, xây dựng kế hoạch tổ chức thu dung, chuẩn bị các phương án, nhân lực, phương tiện, khu cấp cứu, khu điều trị cách ly, khai báo y tế, đo thân nhiệt và khử khuẩn trước khi vào bệnh viện. Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các khoa phòng, đặc biệt là tại ngay lối vào hành lang các khoa đều được dán bảng áp phích tuyên truyền về dịch bệnh COVID-19 và hướng dẫn người dân cách phòng bệnh. Về hoạt động khám chữa bệnh, khâu kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện chặt chẽ, nghiêm ngặt. Đối với bệnh nhân đi khám bệnh ngoại trú, người nhà thăm nuôi vào cổng bệnh viện, ở chốt kiểm soát đầu tiên phải thực hiện việc khai báo y tế, đo thân nhiệt, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn và phải mang khẩu trang trước khi vào bệnh viện. Chỉ có một người nhà nuôi bệnh nhân. Riêng tại khoa khám bệnh, khoa cấp cứu, bệnh viện còn bố trí nhân viên y tế trực tiếp hướng dẫn người dân đến khám bệnh, phát tờ rơi tuyên truyền, sẵn sàng đón tiếp, hướng dẫn bệnh nhân có các triệu chứng nghi ngờ nhiễm bệnh. Bệnh viện Đa khoa huyện đã chuẩn bị khu cách ly đúng theo quy trình hướng dẫn của Bộ Y tế. Bệnh viện cũng sắp xếp các giường bệnh nằm thưa, đảm bảo đủ khoảng cách để không lây nhiễm chéo trong bệnh viện theo quy định. Thế là khi tôi vào viện, đến giờ thì cũng đã được một tuần này. Bây giờ được sự chăm sóc, rất là nhiệt tình của các bác sĩ. Thì có cái bệnh tật của tôi cũng đã đỡ nhiều. Còn về cái cách phòng chống để cái nguy hiểm và cái cách phòng chống dịch bệnh COVID-19 ấy, thì cũng được các bác sĩ cũng nhắc nhở là các cái quy định của y tế về sát khuẩn, rồi rửa tay trước khi vệ sinh hoặc trước khi vào viện là cũng phải rửa tay bằng thuốc sát khuẩn, rồi đi vệ sinh rửa tay sạch sẽ bằng nước sạch. Để chủ động trong công tác khám, thu dung, điều trị, bệnh viện đã bố trí các khu vực cách ly dành riêng cho bệnh nhân nghi ngờ nhiễm bệnh từ nơi tiếp đón, khu vực khám bệnh ban đầu tại các khoa khám bệnh, khu vực cấp cứu cho đến lối đi riêng di chuyển bệnh nhân, đến khu thu dung theo dõi bệnh nhân, khu điều trị cách ly, tại khoa truyền nhiễm theo nguyên tắc một chiều. Mọi hoạt động, thao tác đều được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Bệnh viện cũng đã chuẩn bị các điều kiện để chuyển đổi toàn bộ bệnh viện thành cơ sở điều trị COVID-19 khi có yêu cầu trong vòng 24 giờ thành cơ sở điều trị COVID số 5 của tỉnh Thanh Hóa với quy mô 180 giường bệnh, thực hiện kế hoạch chuyển toàn bộ bệnh nhân đến các bệnh viện lân cận như Bá Thước, Ngọc Lạc, trạm y tế các xã. Khi bệnh nhân và người nhà bệnh nhân bước vào cổng bệnh viện thì ngay cổng bệnh viện đã thành lập cái chốt và cái bàn đón tiếp sàng lọc. Tại đây thì các bạn trong đội phân luồng đã phân luồng bệnh nhân. Bệnh nhân có các cái triệu chứng hô hấp như là ho, khó thở, đau tức ngực thì sẽ được khám phòng khám riêng. Và tại đây thì được các bác sĩ tư vấn khám và sàng lọc bệnh nhân. Nếu bệnh nhân có triệu chứng nghi ngờ kết hợp với dịch tễ thì sẽ đưa vào khu cách ly của bệnh viện. Còn đối với tất cả các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khi mà bước chân vào viện thì đều được khai báo y tế bắt buộc, sát khuẩn tay nhanh, kiểm tra thân nhiệt và hướng dẫn các cái quy trình phòng chống dịch COVID-19 như là đeo khẩu trang và hạn chế người nhà vào trong và thăm bệnh nhân. Bên cạnh đó, Bệnh viện Đa khoa huyện còn chủ động cập nhật kiến thức tập huấn cho cán bộ y bác sĩ về chẩn đoán và điều trị dịch bệnh COVID-19, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và cách phòng chống, cập nhật các thông tin của Trung ương và của tỉnh để thực hiện tốt nhất công tác phòng chống dịch bệnh. Cùng với đó, bệnh viện cũng triển khai thực hiện các nội dung, dụng cụ, thể theo từng khoa đảm bảo thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo theo hướng dẫn của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cho cán bộ y tế trực tiếp tham gia khám, điều trị, chăm sóc người bệnh và luôn chủ động sẵn sàng chuẩn bị phương án, nguồn lực để mở rộng khả năng thu dung người bệnh. Đặc biệt với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, Bệnh viện Đa khoa huyện luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra. Để thực hiện nhiệm vụ kép là vừa khám chữa bệnh cho nhân dân, vừa phòng chống dịch COVID, thì Bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh đã kiện toàn lại các ban chỉ đạo, các tổ, các đội ở các khoa phòng trong đơn vị để thực hiện tốt cái việc là phân luồng, việc giám sát dịch tễ,
về sàng lọc những bệnh nhân viêm nhiễm đường hô hấp và những bệnh nhân có yếu tố dịch tễ từ ở các tỉnh có dịch như Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Dương về, và thực hiện cái việc khám chữa bệnh cho nhân dân trong tình hình là dịch bệnh, thì người dân đến khám điều trị tại bệnh viện đã hạn chế cái số người mà nhà đi theo chăm, mỗi bệnh nhân thì có một người nhà, và chúng tôi đã thực hiện tăng cường cái việc chăm sóc những bệnh nhân ở các khoa, các phòng. Đối với thời điểm hiện tại này, công tác khám chữa bệnh ở Bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh vẫn diễn ra bình thường. Người dân đến đây được khám, điều trị và thực hiện những cái phẫu thuật, thủ thuật ở đây, hạn chế những trường hợp phải chuyển lên tuyến trên. Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, Bệnh viện Đa khoa huyện luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra. Việc tăng cường nhân lực, vật lực cũng được bệnh viện quan tâm. Việc chẩn đoán và điều trị được bệnh viện thực hiện theo đúng quy định do Bộ Y tế ban hành và sự chỉ đạo của Sở Y tế. Các giải pháp giám sát và cách ly được đề ra một cách chặt chẽ và có hệ thống. Cán bộ, nhân viên y tế đồng lòng quyết tâm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân một cách tốt nhất.